Có, không xong rồi. Cày chi. Rồi. U mập bê về sống ấy. Ghê rồi. Ghê rồi, ghê rồi. Quá trời kêu. Cầm tặng khẩu này mà bắn thôi chứ biết sao giờ. Ghê rồi, còn 13 người. Nãy từ nhà tôi. Ok. Đồng đội tôi đâu rồi? Tôi đi hồi sinh cho nó 3 giây. Sao kia nhặt súng được không ta? Ôi bò thù. Còn 10 người, căng quá. Thôi, xong. Tức kia nhờ. Đành đặt niềm tin vào đồng đội thôi mà đồng đội tàn thế, trời ơi, một thằng chết chạy. Ủa đây sao chết à? Căng nhỉ, cái họ này căng quá nhỉ. Chết tôi. Dành thời gian hồi sinh đây. Trời ơi.
nã thật rồi. Hay rồi. Kia kia kia. Ôi giời. Cái khẩu này khẩu của tao mà. Ôi xê. Mày nhiều cầm nhiều xu mình làm gì đâu. À ừ nhỉ, sao mình không đi ra đập con keo. Triple kill. Còn hai thôi, hai ăn hai. 12 thằng cùng lắm rồi mà, ghê rồi. Cố hô lên chà. Lại cho cái này. Kéo căng đi nhỉ. Ui dồi. Ui máu đi. Bật cho phát nữa đi nào. Căng. Căng thẳng. Kéo. Ui hoa. Kéo đi 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 thính kìa. Kiểu 22 đi. Hoài phết. Kỹ năng đang hồ. Đây là kèo 22. Trận đấu căng thẳng giữa 22. Ui cuộc chiến của hồi máu và bắn nhau. Ui căng. Ui hay vậy. Hai ơi. Tôm một. Đúng rồi, chính xác. Ê ê ê. Thằng này cứ chạy ra chạy vô mà. Tôm một rồi. Giờ chỉ cần chúng nó nằm gục thôi là ăn. Bắn đạn vào. Hay quá chàng ơi. Hay quá chàng ơi. Hay quá chàng ơi. Bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Chúng nó hồi cứu nhau rồi, chết rồi. Tao ngồi, tao ngồi, tao ngồi, mất tôi một rồi. Kịch tính ấy.